là mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi phù hợp với sự phát triển của nhiều loại nông sản, thảo dược. Vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng dược liệu và nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo. Loại dược liệu quý được tìm thấy ở những vùng núi cao trên 1.000 mét đã và đang được ứng dụng trong cả Đông và Tây Y. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn rau hoa Song Biêu, thương hiệu Đà Lạt New Farm, để nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo có dược chất tương đương với sản phẩm tự nhiên. Đơn vị đã mất nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, đồng thời tìm tòi những nguồn giống tốt cùng với quy trình sản xuất khép kín hiện đại. Đến nay, ngoài đông trùng hạ thảo tươi hoặc sấy khô, đơn vị đã phát triển nhiều dòng sản phẩm từ đông trùng hạ thảo nhằm mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng. Ở đông trùng hạ thảo Đà Lạt New Farm của chúng tôi thì về cái chất lượng đầu tiên thì nó là phải là cái nguồn giống. Mình không có cái đi cái lại về cái nguồn giống và mình sử dụng F1 để cấy một lần một để cho nó đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm. Cái thứ hai là quá trình sản xuất nuôi cấy, công ty chúng tôi tuyệt đối bảo đảm về cái quy trình sản xuất, đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm đầu ra. Cũng theo doanh nghiệp này, với sản phẩm đông trùng hạ thảo đã qua chế biến, người tiêu dùng có thể dễ dàng sử dụng tại nhà. Ví dụ như đông trùng hạ thảo khô dùng để pha trà, ngâm mật ong, nấu các món hầm bồi bổ cơ thể, hay đông trùng hạ thảo bột có thể dùng kèm với các món cháo, hầm, súp hoặc đồ uống như cà phê, sữa, ngũ cốc hay làm mặt nạ chăm sóc da đều rất thuận tiện.